Xin chào các bạn, tôi là Hải Duy, chuyên gia đào tạo massage trị liệu của Hazu Việt Nam. Khóa học của chúng ta hôm nay là khóa đắp thảo dược bổ sung năng lượng kết hợp với điều khí. Khóa học đắp thảo dược bổ sung năng lượng kết hợp điều khí dành cho những người mới bắt đầu trong ngành massage trị liệu cũng như các đơn vị muốn đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc và gia tăng thêm doanh thu cho mình. Trong các bài massage trị liệu cho khách hàng thì một trong những tiêu chí của các đơn vị là làm sao để gia tăng thêm hiệu quả trị liệu đồng thời gia tăng thêm doanh thu cho đơn vị kinh doanh. Mặt khác thì đối với khách hàng thì việc có thể chủ động chăm sóc tại nhà, hiệu quả và đơn giản cũng là một nhu cầu thiết thực. Đắp thảo dược bổ sung năng lượng kết hợp với điều khí là một phương pháp vừa giúp spa giải quyết bài toán của mình cũng là một phương pháp giúp cho khách hàng có thể chăm sóc sức khỏe chủ động. Đắp thảo dược bổ sung năng lượng kết hợp với điều khí sẽ mang tới các hiệu quả sau cho khách hàng. Thứ nhất là giúp giữ ấm cơ thể, làm ấm sâu kinh lạc và lưu thông khí huyết toàn cơ thể. Thứ hai là giúp hóa ứ huyết, giảm sưng đau, cải thiện các khối cơ bị co cứng, giải phóng tình trạng bị chèn ép lên mạch máu và dây thần kinh, giảm đau tại chỗ hiệu quả. Tiếp theo là bài trừ phong hàn. Tiếp theo nữa là bổ sung khí cho cơ thể. Bài học đắp thảo dược bổ sung năng lượng kết hợp với điều khí với cách hướng dẫn tỉ mỉ giúp cho người mới bắt đầu dễ dàng học và thực hành các thao tác trị liệu trúng đích, hiệu quả ngay, đồng thời giúp nâng cao sức khỏe bền vững cho khách hàng. Vậy làm thế nào để học tập có hiệu quả? Thì bước 1, học viên sẽ xem khái quát từ đầu tới cuối video một lượt để có thể nắm được tổng thể bài học. Bước 2, học viên sẽ học theo từng phần, xem từng động tác và sau đó làm theo để học thuộc từng phần một. Bước 3, học viên sẽ ghép toàn bộ các phần đã học thành một bài hoàn chỉnh để luyện tập. Và bước 4, thì học viên sẽ thực hành lặp đi lặp lại nhiều lần để ghi nhớ và thành thạo. Trong quá trình học tập, nếu học viên gặp khó khăn, sẽ được đặt câu hỏi và tương tác trực tiếp không giới hạn với đội ngũ giảng viên là các bác sĩ y học cổ truyền, giàu kinh nghiệm 24/7 thông qua chat, điện thoại, livestream. Và bước 5, học viên sẽ trả bài bằng cách thi lý thuyết online, cũng như thi thực hành bằng cách quay lại bài thực hành của mình và gửi cho thầy cô để chấm online. Học viên cũng có thể đăng ký thi offline tại Trung tâm Đào tạo nghề Massage trị liệu Hazu Việt Nam. Quyền lợi của học viên khi tham gia khóa học đắp thảo dược bổ sung năng lượng kết hợp với điều khí online như sau. Thứ nhất, học viên được chủ động học tập bất cứ thời gian rảnh nào. Thứ hai, học viên được sở hữu tài khoản học tập và hỗ trợ suốt đời bởi Hazu Việt Nam. Thứ ba, học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học online và được ưu tiên khi đăng ký khóa học offline nếu có nhu cầu. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với số điện thoại và địa chỉ trên màn hình hoặc các bạn có thể bình luận trực tiếp tại khóa học đắp thảo dược bổ sung năng lượng kết hợp điều khí để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video bài học tiếp theo.